phe chống chính phủ Thái Lan đòi chỉ định một thủ tướng trung lập tên từ Bangkok, trong lúc hàng chục ngàn người áo đỏ biểu tình bên ngoài thủ đô, cựu phó thủ tướng Suthep Thaksubin, lãnh đạo biểu tình chống chính phủ thủ tướng Jin Lug, từ tháng 11 cho đến nay, kêu gọi thượng viện, tòa án và ủy ban bầu cử trung ương chỉ định một thủ tướng trung lập để điều hành quốc gia. Ông Su Thép đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường đông đảo trong ngày thứ Sáu để đẩy mạnh một lần cuối cùng, buộc chính phủ từ chức thành lập Hội đồng Nhân dân để thực hiện cải cách, loại trừ gia đình Thắc xin ra khỏi sinh hoạt chính trị của Thái Lan. Trong lúc hàng chục ngàn người áo đỏ biểu tình ở ngoài ô Bangkok, ông Su Thép kêu gọi họ tham gia vào tiến trình cải cách.